bị khui ra vết loét, Tô Chủ tịch điên cuồng chống trả. Vào ngày 10 tháng 7, Báo chí nhà nước thông báo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đã bị khởi tố bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo thông báo của phía chính quyền, vụ của ông Vân có liên quan đến vụ ông Lưu Bình Nhưỡng. Vào hồi giữa tháng 11 năm 2023, ông Nhưỡng đã bị bắt với lý do không thuyết phục. Bởi ông bị kết tội cưỡng đoạt tài sản mà với một đại biểu Quốc hội không có thực quyền, là như thế nào để cưỡng đoạt và cưỡng đoạt được ai? Đang là câu hỏi được dư luận đặt ra. Theo một số nhà phân tích, vụ án ông Lê Thanh Vân khá giống với vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng. Đấy là việc cơ quan tố tụng kết tội hai ông này một cách hết sức mơ hồ. Cả hai ông đều có điểm chung là thường xuyên xoáy thật sâu vào những tiêu cực của xã hội, đặc biệt là vấn đề tư pháp tại Việt Nam. Cả hai đều đã có những chất vấn đanh thép và nhiều sự việc từng gây xôn xao dư luận như vụ Đồng Tâm, vụ hoãn luật đặc khu, việc bỏ phiếu tín nhiệm, tổ chức bộ máy cán bộ hay như tố cáo hành vi vi phạm chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Vào năm 2017, ông Vân từng chất vấn Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn về vụ mobile phone mua AVG, vụ án mà Tô Lâm có liên quan đến nhưng sau đó đã được ém chìm xuồng cho đến hôm nay. Những ngày gần đây, báo chí tự do được những nguồn tin nội bộ cung cấp đã thổi bùng vụ mobile phone mua AVG và những chi tiết liên quan đến Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây được cho là đòn đánh trả của phe Nguyễn Phú Trọng nhằm chống lại vụ Sipucha mà ông Tô Lâm đang cho khui trở lại. Với binh quyền ở trong tay thì Tô Lâm đánh vào tất cả những ai làm cho ông nhọt của ông ta bị lộ ra ngoài. Tô Lâm không thể tấn công vào báo chí tự do thì ông tìm cách tấn công vào những người khác, những người dám bêu viết chàm của ông ta ra trước Quốc hội và bàn dân thiên hạ. Ngay cả giới chuyên cung cấp tin tức nội bộ cũng đánh giá Tô Lâm là con người vừa thù dai vừa thủ vặt. Bằng chứng là trước đây ông Bùi Tuấn Lâm, tức Peter Lâm Bùi, dùng hành động rắc hành để mà nhại lại hình ảnh thánh rắc muối xít bề, cũng đã bị Tô Lâm trả thù. Vụ việc của ông Bùi Tuấn Lâm khiến cho người dân nhận thức rõ sự tương phản giữa một ông bộ trưởng bộ công an ăn uống xa hoa và người dân thì đang khốn khó gồng mình mà trúng dịch. Nhiều người đã chết tại Việt Nam nhưng ông Tô Lâm vẫn đương nhiên hưởng thụ những miếng thịt bò rát vàng đắt đỏ tại London. Lý do để công an bắt ông Lâm Bùi không phải vì nhại xếp bê, nhưng ai cũng hiểu Tô Lâm đã dùng quyền lực từ ngành công an để mà trả thù cho cá nhân. Bản chất này không thể giấu được những cặp mắt tinh tường của người dân trên cả nước. Hiện nay thế lực Tô Lâm đang rất mạnh, quyền lực của Tô Lâm thì đang rất lớn. Cứ sau mỗi trận đấu sinh tử với các đối thủ trong bộ chính trị thì Tô Lâm lại càng mạnh hơn. Mà khi Tô Lâm càng mạnh, ông ta càng tỏ ra nguy hiểm. Khi chịu sự điều khiển của ông Tổng, Tô Lâm đã chấp nhận những quy trình thanh lọc của ông Tổng đưa ra. Nhưng khi không còn sự chịu khiển, điều khiển của bất kỳ ai, Tô Lâm thể hiện sự lộng hành, muốn bắt ai thì bắt, và bắt bất cứ lúc nào ông ta muốn. Từ khi Tô Lâm nổi lên như một thế lực mới, ông ta đã áp dụng chế độ công an trị, không những với toàn dân mà còn với quan chức của chính quyền các cấp. Bất kỳ ai từng theo phe khác chống lại ông ta, hoặc bất kỳ ai làm cho ông ta thấy không ưa, thì hiện nay đang gặp nguy hiểm. Giờ đây, cả những đồ đệ đang nấp dưới trướng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều không còn an toàn nữa, chứ nói gì đến một đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân nhỏ bé. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin bị khôi vết loét, Tô Chủ tịch điên cuồng chống trả. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Biết mình dễ tắt thở, Tổng Trọng đặt trước một tảng đá cản đường Tô Lâm. Tại hội nghị toàn quốc vào sáng ngày 9 tháng 7 dành cho Ban Bí thư và Bộ Chính trị, ông Phú Trọng không có mặt. Thay vào đó, ông Lương Cường là đại tướng quân đội thường trực Ban Bí thư phát biểu thay cho ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là một hội nghị quan trọng cho vấn đề nhân sự của đại hội lần thứ 14
sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Với vai trò là trưởng tiểu ban văn kiện và trưởng tiểu ban nhân sự, nhưng ông Trọng vẫn không có mặt, chứng tỏ sức khỏe của ông đã rất yếu, không cho phép ông xuất hiện thêm nhiều lần. Hồi tháng trước khi ông Putin đến Việt Nam, ông Trọng đã xuất hiện với bộ dạng phù thủng và không thể tự đứng dậy. Lần này ông cũng vắng mặt, dư luận đã đặt câu hỏi tỏ tướng về khả năng xuất hiện của ông Trọng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 sẽ diễn ra trong vòng hơn 2 tháng nữa. Nguồn tin nội bộ cho biết rất có thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ hưu tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 sắp tới. Sức khỏe của ông hiện nay đang ngăn cản ông tiếp tục công việc. Thông tin về việc ông Trọng rời ghế được dư luận chờ đợi rất nhiều, bởi người ta tò mò muốn biết sau khi ông rời ghế thì ai sẽ là người thay thế đây. Cho tới nay, nhiều dự đoán cho rằng Tô Lâm sẽ là nhân vật sáng giá nhất cho vị trí Tổng Bí thư sau khi ông Trọng nghỉ hưu. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến khá thận trọng khi cho rằng khả năng ông Tô Lâm ngồi ghế Tổng Bí thư không cao như người ta vẫn tưởng. Nguyên nhân được lý giải là ông Trọng đã chuẩn bị một tảng đá rất lớn để chặn đường Tô Lâm. Nếu ông Trọng vì lý do bất khả kháng nào đấy không thể tiếp tục chức Tổng Bí thư của mình. Câu hỏi đặt ra là vậy tảng đá ấy là ai vậy? Nhiều nhà quan sát đánh giá rằng việc ông Trọng chọn Đại tướng Lương Cường làm thường trực Ban Bí thư là có ý đồ. Ông dùng quân đội quản lý Ban Bí thư thay ông, mục đích để cản đường Tô Lâm chiếm ghế Tổng Bí thư nếu ông không còn. Thường trực Ban Bí thư được xem là phó Tổng Bí thư. Thông thường nếu cấp trưởng đứt gánh giữa đường thì cấp phó sẽ điều hành thay. Khi đó Tô Lâm muốn bước chân vào ngai vàng bóng tổng để lại thì phải bước qua người gác cổng đền Lương Cường, là một tướng quân đội. Trước khi nắm chức thường trực Ban Bí thư, ông Lương Cường là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, là một vị trí có ảnh hưởng rất lớn trong quân đội, không thua gì Tổng tham mưu trưởng. Với mối quan hệ vốn có, ông Lương Cường sẽ đóng tốt vai trò là tảng đá chặn bước tiến của ông Tô Lâm. Mối quan hệ của ông Lương Cường trong giới quân đội đến nay vẫn là một ẩn số. Vào năm 2021, ông Lương Cường có sức mạnh chính trị ngang ngửa với ông Phan Văn Giang. Ông chỉ thua ông Giang vào phút chót. Giờ đây, với những mối quan hệ ấy, cộng với sự ủng hộ của các thành viên Ban Bí thư và các ủy viên Bộ Chính trị khác, xem ra Tô Lâm khó lòng mà dẹp được Lương Cường sang một bên để mà băng băng về đích. Ông Lương Cường được đánh giá là không đủ mạnh để thắng Tô Lâm, nhưng ông hoàn toàn có đủ khả năng để cản đường Tô Lâm. Trước mắt, Tô Lâm không thể dễ dàng quật ngã Lương Cường như đã từng quật ngã Trương Thị Mai, bởi công an không được nhúng tay vào điều tra tướng tá quân đội. Mà một khi Tô Lâm không thể điều tra, thì vũ khí mà Tô Lâm sử dụng bấy lâu nay sẽ không còn hiệu quả đối với ông thường trực Ban Bí thư. Đến nay, ông Trọng vẫn chưa tắt thở. Nhưng chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, và thậm chí còn có khả năng xảy ra trong năm này. Khi đó Tô Lâm tung bài cũ cũng chẳng thể làm được gì Lương Cường, mà nếu không dẹp được kẻ cản đường thì người thất thế lại là Tô Lâm chứ không phải ai khác cả. Việc chọn ông Lương Cường thay cho bà Trương Thị Mai được xem như nước cờ cao tay của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đi nước cờ này, ông đã tính luôn trường hợp ông nhắm mắt giữa nhiệm kỳ. Mục đích chỉ để cản đường Tô Lâm chiếm ngôi. Xem ra ông Tô Lâm vẫn không phải là đối thủ của ông Trọng, cho dù ông Trọng có nhắm mặt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Biết mình dễ tắt thở, Tổng Trọng đặt trước một tảng đá cản đường Tô Lâm. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de